Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh review của ship.vn. Video này mà các bạn cùng chúng tôi kiểm tra một kiện hàng của một vị khách đã nhờ ship.vn mua trên một website của Mỹ. Hôm nay kiện hàng nó đã về đến Việt Nam. Bây giờ chúng tôi sẽ thực hiện kiểm tra kiện hàng. Trong quá trình kiểm tra thì ship.vn có quay lại cho bạn nào quan tâm tới cái sản phẩm này. Các bạn sẽ có được những cái video quay rất là thực tế. Đây là một số kênh thông tin của ship.vn. Video này mà các bạn cùng ship.vn sẽ kiểm tra một mắt kính đến từ thương hiệu Calvin Klein đã được ship.vn mua tại một seller uy tín ở Mỹ, đó là Adfor, và ship tới văn phòng của ship.vn tại Mỹ ở bang Oregon bằng dịch vụ UPS. Đầu tiên UPS họ nhận kiện hàng này, sau đó họ chuyển sang cho đơn vị vận chuyển USPS. Vì USPS họ có một cái mạng lưới bưu điện rộng lớn hơn, có thể ship tới văn phòng của ship.vn tại Mỹ ở bang Oregon. Phía trên đây chính là số tracking của UPS nè, phía dưới đây chính là số tracking của USPS. Số tracking này sẽ luôn được ship.vn cập nhật qua email cho khách hàng khi khách hàng đặt mua trực tuyến website. Các bạn có thể copy số tracking này dán vào trang chủ của đơn vị vận chuyển để có thể theo dõi kiện hàng của mình. Kiện hàng này nó mất khoảng hơn 3 tuần để về đến Việt Nam và vẫn chưa được khui ra kiểm tra nha các bạn. Bây giờ mình sẽ tiến hành khui hộp để có thể kiểm tra mẫu sản phẩm bên trong, cũng như là cho các bạn có những góc quay thực tế nhất về mẫu kính mắt ngày hôm nay. Đây, bên trong chúng ta sẽ có rất là nhiều hộp kính mắt nè, đến từ thương hiệu Calvin Klein. Bên ngoài túi ni lông chúng ta sẽ không có mã gì hết. Đây là những chiếc kính đến từ thương hiệu Calvin Klein nha các bạn. Rất là nhiều, 1, 2, 3, 4, 5 mẫu sản phẩm bên trong hộp nha. Rồi bây giờ mình sẽ lấy một chiếc ra để có thể review cho các bạn những góc quay thực tế nhất. Đây chính là sản phẩm đầu tiên của chúng ta. Rồi, bây giờ mình sẽ tiến hành. Đây chính là nhân vật chính của chúng ta. Mẫu này sẽ có mã là CK20521S với mã màu là 310 nè. Chúng ta sẽ có dãy ba số là 56, 15, 140, chính là độ rộng kính, cầu kính và chiều dài càng kính nha các bạn. Rồi, bây giờ mình sẽ lấy nhân vật chính của chúng ta ra. Phía hộp của Calvin Klein khá là đơn giản nha các bạn. Ở bọc chiếc kính trong chiếc túi ni lông như thế này đây, cũng khá là kỹ lưỡng. Do mình đeo bao tay cho nên nó hơi khó mở một tí nha các bạn. Đây, mình mở ra được rồi. Bên trong chúng ta có một cuốn sách hướng dẫn nữa, khá là mỏng thôi. Tạm thời mình sẽ để qua một bên, đi đến nhân vật chính của chúng ta. Bên trong chúng ta lại có thêm một túi ni lông nữa nha các bạn. Họ bảo quản sản phẩm cực kỳ kỹ lưỡng luôn. Đây chính là nhân vật chính của chúng ta ngày hôm nay. Calvin Klein họ bảo vệ hai chiếc càng kính này cũng khá là đơn giản nè, với một lớp ni lông bọc thêm càng kính nữa, một bên càng kính thôi. Rồi, đây chính là sản phẩm của chúng ta ngày hôm nay, rất là đẹp nha các bạn. Mẫu này sẽ có tên là Calvin Klein Fashion Men Sunglass. Với mã sản phẩm như mình vừa đọc, độ rộng kính của mẫu này sẽ là 56mm nè. Một độ phủ cũng khá là lớn nha các bạn. Ở cuối mỗi trang sản phẩm mắt kính tại trang web của ship.vn thì đều có link hướng dẫn cho các bạn chọn size kính phù hợp với gương mặt của các bạn. Tuy nhiên trong thực tế các bạn cần phải chú ý thêm về hình dạng khuôn mặt của mình, cũng như là chi tiết hai bên thái dương rất là quan trọng nha các bạn, để có thể chọn là một mẫu mắt kính vừa hợp gu thời trang, vừa mang lại cái trải nghiệm đeo thoải mái nhất. Rồi màu trong kính của màu này sẽ là màu light gray, có nghĩa là màu hơi xám mà màu xám sáng á, xám trong á các bạn. Đây, các bạn có thể thấy nè, mình để tay vào cho bạn dễ hình dung nha. Đây. Rồi về cầu kính, chúng ta sẽ có một chiếc cầu kính 15mm nè. Chiều rộng thông thường của cầu kính sẽ là từ 12 đến 26mm. Thông số đo của cầu kính chính là khoảng cách giữa các mặt kính. Đây, chính là điểm này nha các bạn. Về phần càng kính, chúng ta sẽ có một chiếc càng kính là 140mm nè các bạn. Hầu hết kính râm và kính mắt thì đều có số đo kích thước được in ở bên trong càng kính bên trái. Đây chúng ta sẽ có series của bộ sưu tập này là CK20521S với mã màu là 310 và dãy ba số là 56, 15, 140, rất là giống những cái thông số trên tem luôn. Rồi bên đây chúng ta sẽ có tên thương hiệu Calvin Klein, rất là đơn giản thôi. Tiếp tục nói về dạng khung thì chúng ta sẽ có một dạng khung dạng là dạng vuông nha các bạn. Với màu khung là như các bạn có thể thấy là màu green nè, với là màu xanh lục. Màu xanh lục này nó hơi sậm một tí nha các bạn. Chất liệu khung sẽ là acetate.
Nhựa acetate hay gọi là cellulose acetate, đây là một loại vật liệu có nguồn gốc từ thiên nhiên, không gây dị ứng. Nó sớm được sử dụng trên mắt kính có từ cuối những năm 1940. Gọng kính acetate ngày nay rất là đa dạng về mẫu mã, là màu sắc cũng như là chất lượng ngày càng được cải thiện hơn so với các vật liệu nhân tạo độc hại khác. Acetate có nguồn gốc từ sợi thực vật, hoàn toàn tự nhiên và an toàn với sức khỏe. Đặc biệt thì loại vật liệu này có đặc tính là bền, dẻo, là dễ chế tác cũng như là trọng lượng khá là nhẹ. Rất là nhẹ nha các bạn, mẫu mắt kính của chúng ta rất là nhẹ. Về màu sắc thì nó cho cái khả năng pha trộn phối ghép họa tiết tối đa luôn, có nghĩa là rất là dễ phối màu nè, rất là dễ ra được cái màu mong muốn. Nhìn chung thì gọng kính acetate sẽ hội tụ đủ các ưu điểm đẹp bền với nhiều mẫu mã tinh tế nè, sang trọng, đem lại cho cái người dùng sự tự tin, thoải mái nhất khi đeo và rất là dễ chọn những tông màu hợp gu thời trang với mình. Rồi đó là một số cái loại vật liệu làm nên chiếc mắt kính này và dạng khung cũng như càng kính của chúng ta được làm chế tác làm mờ nha các bạn. Không phải là đánh bóng mà chúng ta sẽ có một loại mờ như thế này. Đây. Rất là đẹp. Rất là trẻ trung luôn, cái tông màu cực kỳ trẻ trung và tông màu xanh lục này đang rất là hot trên thị trường hiện nay nha các bạn. 100% chống tia UV, đây cũng là cái chức năng mà hầu hết của những chiếc kính râm sẽ phải đạt được, là một chống 100% tia UV, chính là tia tử ngoại các bạn. Hai bên càng kính má ngoài chúng ta sẽ có tên thương hiệu Calvin Klein được khắc cực kỳ nổi bật luôn, tăng cái độ nhận diện thương hiệu cho mẫu mắt kính của chúng ta rất là nhiều. Mẫu kính rất là nhẹ nha các bạn, rất là thoải mái nè. Các khớp kính còn rất là chắc chắn nha các bạn. Đây, mình sẽ mở lên mở xuống cho các bạn xem nha, hai bên luôn. Rất là chắc chắn. Như các bạn có thể thấy là sản phẩm của chúng ta rất là hoàn hảo nè, mới 100%, không hề có dấu hiệu cứng móc hay trầy xước gì phía trên sản phẩm cả. Rồi đó là một số góc quay thực tế về mẫu sản phẩm kính mắt Calvin Klein ngày hôm nay, cũng như là một số chia sẻ của eShip.vn đến những bạn nào đang quan tâm đến mẫu sản phẩm này. Hiện tại tại eShip.vn đang có rất là nhiều mẫu mã kính mắt với nhiều kiểu dáng, màu sắc cũng như giá thành khác nhau đến từ nhiều thương hiệu. Đến eShip.vn này các bạn có thể hoàn toàn yên tâm, các sản phẩm sẽ luôn là hàng chính hãng nè và có nguồn gốc rõ ràng. Và cam kết với các bạn là sản phẩm tại eShip.vn sẽ luôn có giá thành cạnh tranh hơn so với thị trường. Cảm ơn các bạn đã xem video. Xin chào và hẹn gặp các bạn ở các video tiếp theo.